Tổng thống Pháp kêu gọi mở chiếc ô hạt nhân cho toàn bộ EU. Hoàng thái xin kính chào quý vị, kính thưa quý vị. Đối mặt với những thất bại liên tiếp cả trên chiến trường và mặt trận ngoại giao, Tổng thống Zelensky lại tiếp tục vẽ ra tương lai cho Ukraine bằng các thỏa thuận lâu dài với Mỹ. Nhưng liệu những thỏa thuận này có tính khả thi hay không trong một thế giới đặc cực hỗn loạn như ngày nay? Trong khi đó, cuộc xung đột tại Ukraine đã khiến cho Liên minh châu Âu lầm vào bế tắc và cuộc chia rẽ nội bộ ngày càng gay gắt hơn. Đây là những diễn biến chính trong video ngày hôm nay. Và ngay sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Zelensky vẽ ra tương lai mộng ảo cho Ukraine Khi mà Tổng thống Zelensky tuyên bố rằng Ukraine và Mỹ sắp ký kết thỏa thuận an ninh 10 năm, thì tỷ phú Elon Musk đã cho rằng điều này là một sự điên rồ và sẽ dẫn tới một cuộc chiến không hồi kết. Có thể thấy rằng Elon Musk rất phẫn nộ trước việc chính quyền Biden muốn đảm bảo phân bổ tiền cho Kiev trong thập kỷ tới. Số tiền này có thể lên tới hàng trăm tỷ đô la cho một cuộc chiến không cần sức với Nga. Tuy nhiên, theo các nhà phân tích chính trị, thỏa thuận 10 năm của Mỹ có thể sẽ không xảy ra. Vì một thỏa thuận khác cũng đang được chuẩn bị. Ông Zelensky mới đây đã thông báo rằng Kiev và Washington đang nỗ lực đạt được một thỏa thuận an ninh song phương. Các nguyên tắc cơ bản về an ninh và tương tác đang được thảo luận, bao gồm hỗ trợ vũ trang, tài chính và những gì liên quan đến việc sản xuất vũ khí. Tất cả những điều này sẽ được nêu rõ trong thỏa thuận song phương, điều mà Tổng thống Ukraine xem là thỏa thuận mạnh nhất trong tất cả những thỏa thuận đã được ký kết với các nước phương Tây. Bởi vì những thỏa thuận với Mỹ sẽ có ý nghĩa rất hèn chốt đối với Ukraine. Kể từ tháng 1 năm nay, thì Kiev đã ký kết với hầu hết các quốc gia G7, chỉ còn lại Mỹ và Nhật Bản. Do đó mà một thỏa thuận với Mỹ trong khoảng thời gian này sẽ là một bước đệm cho Ukraine có thể gia nhập NATO. Đồng thời, nó cũng đảm bảo rằng phương Tây sẽ khó có thể từ chối trong việc hỗ trợ cho Kiev. Hơn nữa, sau những đòn trao đổi giữa Iran và Israel gần đây, đã khiến cho giới lãnh đạo Ukraine ngày càng so sánh đất nước mình với đồng minh của Mỹ tại Trung Đông. Họ cho rằng phương Tây cũng nên bảo vệ Ukraine như bảo vệ Israel. Vào tuần trước, tránh văn phòng của Zelensky, ông Elmark thậm chí còn nói rằng thỏa thuận sắp tới giữa Ukraine và Mỹ sẽ có hiệu quả không kém gì thỏa thuận giữa Mỹ và Israel. Tức là Kiev thực sự kỳ vọng sẽ trở thành một Israel thứ hai đối với Washington. Nhưng có lẽ ông Zelensky quá tự tin về khả năng của mình, cũng như là vị thế của Ukraine trong lòng người Mỹ. Mỹ không thể và sẽ không bao giờ có ý định đưa quan hệ của mình với Ukraine lên ngang tầm quan hệ với Israel bởi nhiều lý do. Thứ nhất là quan hệ với Israel không chỉ đơn giản là quan hệ giữa các quốc gia, mà đó là sự ảnh hưởng to lớn của cả cộng đồng người Mỹ gốc do Thái và giới tinh hoạt tài chính toàn cầu. Vậy nên nước Mỹ sẽ không bao giờ bỏ rơi Israel. Thứ hai là sự bảo trợ cho Israel cũng không đòi hỏi Mỹ phải mạo hiểm chiến tranh với một cường quốc hạt nhân. Tức là Israel sẽ không đe dọa trực tiếp đến an ninh quốc gia của Mỹ. Nhưng trong trường hợp của Ukraine thì mọi thứ lại hoàn toàn khác. Nó chỉ đơn giản là một công cụ trong cuộc chiến chống lại Nga và trong trò chơi chính trị đối với châu Âu. Lễ của Mỹ nằm ở việc sử dụng Ukraine để làm suy kiệt nước Nga, chứ không phải bảo tồn nước này như một yếu tố ổn định trong cuộc tấn công để chống lại người Nga nghĩa là Ukraine có thể sẽ nhận được những lời hứa hỗ trợ lâu dài, nhưng chỉ cho đến khi chiến lược của Mỹ kết thúc, Mỹ sẽ không bao giờ bảo vệ Ukraine giống như bảo vệ Israel. Tức là sẽ không gửi các hạm đội, quân đội và mở chiếc ô hạt nhân tại đất nước này. Giới quan sát chỉ ra rằng người Mỹ cũng sẽ không thể kéo dài cuộc xung đột một cách mãi mãi vì một số lý do. Đầu tiên là sự ủng hộ chung dành cho Ukraine ở phương Tây sẽ suy giảm khi mà vị thế của quân đội Ukraine ở mặt trận và của chính châu Âu trên trường địa chính trị quốc tế ngày càng xấu đi. Tiếp theo là tình hình đối với bản thân nội bộ nước Mỹ và toàn cầu có thể sẽ ngày càng trở nên bất lợi và khó đoán hơn trong tương lai. Đơn giản là Mỹ sẽ không thể hỗ trợ Ukraine trong 10 năm tới, thậm chí là 5 năm nữa, bởi vì trong khoảng thời gian này thì Ukraine và mọi thứ đều sẽ thay đổi. Và bản thân chính quyền nước Mỹ cũng sẽ thay đổi rất nhiều trong những năm này. Tất nhiên họ vẫn sẽ có thời gian để chi thêm hàng chục tỷ đô la cho Kiev. Nhưng mà điều này về cơ bản cũng sẽ không thay đổi được gì cho tương lai của Ukraine. Tổng thống Pháp kêu gọi mở chiếc ô hạt nhân cho toàn bộ EU. Trong một bài phát biểu tại Đại học Nghệ thuật Sabon, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron lại khiến người ta phải bàn tán về mình khi mà ông tiếp tục quay lại luận điệu về một châu Âu độc lập, tuyên bố bác bỏ tư cách là sân sau của Mỹ và một lần nữa khẳng định về khả năng lãnh đạo toàn bộ châu Âu của Pháp. Trong khi đó, thì các đối thủ của ông tại Budapest đã tuyên bố nguyện vọng là sẽ thống nhất ý kiến để tái thiết toàn bộ thế giới phương Tây. Tổng thống Pháp Macron đã nói về sự mất đoàn kết của châu Âu và sự sẵn sàng của nền Cộng hòa thứ năm hoạt động như một lực lượng thống nhất cho EU, vốn đang trải qua thời kỳ rất khó khăn. Theo ông, thì cần phải xây dựng một châu Âu độc lập có thể chứng minh rằng châu lục này không phải là chư hầu của Mỹ và có thể nói chuyện được với tất cả các khu vực trên thế giới một cách công bằng và quyết đoán. Ông Macron cũng cho rằng nguy cơ châu Âu bị suy yếu, thậm chí là bị đẩy ra ngoài trong những năm tới là rất lớn. Cũng theo ông, điểm yếu của châu Âu nằm ở sự mất đoàn kết, thể hiện rõ nhất qua cuộc khủng hoảng Ukraina. Ông đã nói rằng Ukraina là điều kiện cần thiết cho an ninh của toàn bộ khu vực châu Âu, nên điều đang bị đe dọa ở Ukraina không chỉ là chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của đất nước này, mà còn là an ninh của người châu Âu. Tổng thống Pháp cũng nhấn mạnh rằng châu Âu đang thấy mình bị bảo vệ bởi các cường quốc lớn hơn. Những giá trị dân chủ tự do mà nó tuyên bố đang ngày càng bị nghi ngờ và chỉ trích. Cũng theo ông, giải pháp chủ yếu nằm ở việc giành được chủ quyền về quốc phòng, vốn phải được hỗ trợ bằng vũ khí hạt nhân. Và Pháp có những vũ khí này, và bà đi sẵn sàng mở rộng chiếc ô hạt nhân cho toàn bộ Liên minh châu Âu. Ngoài ra, thì ông Macron cũng một lần nữa quay lại ý tưởng thành lập lực lượng phản ứng nhanh của châu Âu. Số lượng của họ sẽ lên tới 5.000 người vào năm 2025. Đây không phải là lần đầu tiên Tổng thống Pháp nói về cái chết, hay đúng hơn là sự tàn giã của một cơ cấu liên minh siêu rộng lớn. Vào năm 2019, sau khi bắt đầu chiến dịch quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ ở miền Bắc của Syria, ông đã từng tuyên bố rằng NATO đang chết não, vì liên minh này đã mất hoàn toàn sự chi phối giống như Mỹ và các đồng minh còn lại trong các vấn đề chính yếu trên phạm vi khu vực và toàn thế giới ông đã từng tuyên bố rằng NATO đang chết não, vì liên minh này đã mất hoàn toàn sự chi phối giống như Mỹ và các đồng minh còn lại trong các vấn đề chính yếu trên phạm vi khu vực và toàn cầu. Hiện tại thì tình hình cũng không khá hơn là bao. Giờ đây thì sự cố liên lạc đang xảy ra không chỉ đối với NATO mà còn trong cấu trúc của cả EU. Hơn nữa, người khởi xướng không phải là Thổ Nhĩ Kỳ mà là chính người châu Âu. Những lời chỉ trích các giá trị dân chủ tự do mà tổng thống macron nói đến xuất phát từ miệng của những đối thủ cạnh tranh trực tiếp của tổng thống pháp trong cuộc đua tranh giành quyền lực của người dân châu âu tổng thống pháp đã nhận ra cuộc khủng hoảng của ý tưởng euro atlantic ông đã cảnh báo những rắc rối sắp xảy ra và cố gắng lãnh đạo châu âu trước khi các sự kiện lớn bắt đầu giờ đây thì ông đang quay lại chủ đề này nhưng từ một góc độ mới đối với một số nước châu âu thì điều này đã trở nên đáng chú ý trong hai năm qua trong hoàn cảnh đó thì Tổng thống Pháp đang cố gắng để thức tỉnh những người châu Âu khác, để cảnh báo họ về nguy cơ rất lớn sẽ xa lầy vào cuộc xung đột tại Ukraine. Các chuyên gia cho rằng, ông Macron đang nói về một kết quả tiêu cực có thể xảy ra. Trong đó, thì tầm quan trọng của châu Âu trong các vấn đề quốc tế sẽ bị đặt dấu chấm hỏi. Do đó mà sức mạnh của Liên minh về tất cả các khía cạnh như là kinh tế, quốc phòng hay là quyền lực mềm đang là vấn đề được đặt lên hàng đầu. Đồng thời, trong điều kiện của một thế giới lưỡng cực mới như hiện nay, thì vị thế của châu Âu với tư cách là một chủ thể chính trị và thương mại lớn cũng đang bị nghi ngờ. Ông Orbán, một chính trị gia bảo thủ của Hungary, đã tuyên bố sự sụp đổ của chủ nghĩa tiến bộ tự do. Theo ông, thì chủ nghĩa tiến bộ tự do này chỉ mang lại sự hỗn loạn, chiến tranh và tội ác. Nó muốn tiêu diệt gia đình, quốc gia và gây nên sự nghèo đói. Ông Orbán đã gọi các đối thủ của mình là một phái sinh của những người Bolshevik, và những người ủng hộ văn hóa thức tỉnh ở Mỹ. Những người thúc đẩy chương trình nghị sự cánh tả trong Đảng Dân Chủ. NATO tìm người chịu trách nhiệm làm giảm ảnh hưởng của phương Tây. Tờ Izvestia đã dẫn lời nhà khoa học chính trị Dmitry Solonikov cho biết rằng NATO đang tìm kiếm người chịu trách nhiệm cho sự suy giảm ảnh hưởng của phương Tây trong các vấn đề khu vực và toàn cầu. Theo ông, thì trong nội bộ NATO đang có một nỗ lực chọn ai đó để đổ lỗi cho việc thế giới đang rời xa ảnh hưởng của phương Tây và Tổng thư ký Jens Stoltenberg là người được nhắm đến đầu tiên, có thể phải chịu trách nhiệm về việc này. Chuyên gia Solonikov cho rằng, hiện đang có nỗ lực xem xét các lựa chọn khác nhau để hình dung xem ai sẽ là người chịu trách nhiệm nếu như thế giới bắt đầu rơi bỏ ảnh hưởng của phương Tây. Và vấn đề không phải là sự thất bại của Ukraina, mà là kế hoạch định dạng lại toàn thế giới. Chuyên gia này cho biết thêm rằng, trong mọi trường hợp, thì ông Stoltenberg có thể đã trở thành vật tế thần, vì vậy mà ông ta đã tìm mọi cách để tránh số phận như vậy. Trước đó thì vào ngày 29 tháng 4, ông Sơn Tường trong chuyến thăm Kiev đã nói rằng gần đây thì các thành viên NATO đã không cung cấp đầy đủ sự hỗ trợ như đã hứa cho Ukraine và hậu quả của việc này đã thấy rõ trên chiến trường. Ông yêu cầu các thành viên NATO phải ưu tiên truyền vũ khí đến Kiev. Ông cũng nói rằng Ủy ban quân sự NATO dự định sẽ tổ chức một cuộc họp tại Bruxelles vào ngày 16 tháng 5 tới đây và tại cuộc họp này sẽ thảo luận về việc hỗ trợ thêm cho Kiev. Trước đó, thì vào ngày 26 tháng 4, có thông tin cho rằng quân đội Nga đã tiêu hủy ngay lập tức vũ khí phương Tây chuyển giao cho Ukraine. Truyền thông Đức cũng cho biết rằng quân đội Nga đang phá hủy các thiết bị vũ khí trước khi mà nó được chuyển đến lực lượng Ukraine. Ba Lan cảnh báo di chuyển thiết bị quân sự đến biên giới với Nga. Cơ quan báo chí của Bộ Chỉ huy Quân đội Ba Lan vào hôm 30 tháng 4 cho biết, liên quan đến cuộc tập trận 2024 của NATO, quân đội Ba Lan đang có kế hoạch vận chuyển thiết bị quân sự đến các khu vực của đất nước, gần khu vực Kaliningrad vào đầu tháng 5 này. Bộ chỉ huy quân đội Ba Lan cũng yêu cầu các tài xế đặc biệt chú ý khi mà di chuyển trong những ngày này. Trước đó, thì vào ngày 24 tháng 4, đại diện chính thức của Bộ Ngoại giao Nga, bà Maria Zakharova cho rằng cuộc tập trận của NATO sẽ bắt đầu từ ngày 26 tháng 4 tại Phần Lan, gần biên giới với Nga. Bộ Ngoại giao Nga cũng cảnh báo rằng các cuộc diễn tập của NATO gần biên giới với Nga là một hành động khiêu khích và sẽ làm tăng nguy cơ xảy ra các sự cố quân sự. Theo bà, thì Nga đang theo dõi chặt chẽ các hành động gây hấn của phương Tây. Bà bày tỏ sự tin tưởng rằng đợt tập huấn sắp tới về các hoạt động chiến đấu trên lãnh thổ của Phần Lan là một phần của cuộc chiến tranh hỗn hợp chống lại nước Nga. Trước đó, thì vào ngày 9 tháng 4, tờ Utalepti đã đưa tin, một căn cứ của lực lượng mặt đất NATO có thể được thành lập tại thành phố Mikali của Phần Lan cách biên giới với Nga khoảng 140 km. Thông tin này đã được Bộ trưởng Quốc phòng Na Uy Zom Adukram xác nhận. Vào ngày hôm sau, thì Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cũng đã ủng hộ đề xuất này của Phần Lan. Ông cho rằng điều này sẽ làm tăng khả năng triển khai các cơ cấu chỉ huy của Liên minh NATO gần biên giới với Nga. Được biết rằng NATO đang tổ chức một cuộc tập trận quy mô lớn gần biên giới Nga. Dự kiến là cuộc tập trận này sẽ diễn ra từ ngày 24 tháng 1 đến ngày 31 tháng 5 tất cả 32 quốc gia thành viên của liên minh, bao gồm 90.000 quân nhân đều tham gia vào sự kiện này. Cuộc tập trận này được đưa ra nhằm mục đích đối phó với kịch bản là Nga sẽ mở cuộc tấn công vào một trong các quốc gia NATO. Theo đó thì các quốc gia tham gia sẽ hoạt động theo điều 5 của hiệp ước Bắc Đại Tây Dương. Đó là tất cả các quốc gia trong liên minh đều phải can thiệp và bảo vệ một quốc gia nào khác trong liên minh bị tấn công. Và thông tin này cũng đã kết thúc chương trình ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin kính chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo